Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trở lại với quý vị và các bạn thì Tượng gỗ Văn Sáu hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị để cho quý vị được chiêm ngưỡng hai cái mẫu tượng Di Lặc và một cái bình phú quý để cho quý vị được thưởng thức và cái giá trị nghệ thuật cũng như là cái cách mà chúng ta trang trí hay là cái ý nghĩa trong phong thủy tượng Di Lặc ngũ phúc. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị để cho quý vị nắm được đây là một trong những cái mẫu tượng rất phổ biến ở Việt Nam, và những người dân Việt Nam thì những người công chức hay những người kinh doanh thì đều chọn những cái bức tượng gì là ngũ phúc hay là nhị phúc, tam phúc hay là nhất phúc để trưng bày trong phòng khách. Có những người thì chọn những cái mẫu tượng gì là ngồi, và có những người thì chọn mẫu tượng Di Lặc đứng. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị hai cái mẫu tượng Di Lặc đứng được làm trên cái chất liệu bằng gỗ hương. Đây là một dòng gỗ hương đỏ nhập khẩu, tức là cái hương đỏ, hương đá nhập khẩu. Thế cho nên là giới thiệu với quý vị thì về cái thân gỗ hương này, cái cây gỗ nó rất là già, nó có những cái tuổi thọ hàng trăm năm, cho nên là cái vân gỗ nó rất chi là đẹp. Đấy. Và cái gỗ hương này thì chúng tôi cũng luôn đảm bảo với quý vị là về cái chất lượng nó không cong vênh, không mối mọt, và đặc biệt là cái vân của nó, cái màu sắc của nó rất chi là tuyệt vời. Đấy. Trong cái mẫu tượng Di Lặc thì chúng tôi đã cho anh em thợ thổi hồn lên một cái tác phẩm cực kỳ là cân đối. Đấy, giá trị nghệ thuật rất chi là cao. Quý vị có thể thấy được ở bên trên thì cụ Di Lặc đang phát một cái cành đào. Cành đào thì tượng trưng như thế nào? Thì giới thiệu với quý vị, những trái đào thường là người ta nói là ăn những trái đào tiên, đúng không ạ? Thì trường sinh bất lão. Thế cho nên là những cái trái đào là một trong những cái cách mà chúng tôi đã tạo lên để cho cụ Di Lặc phát một cái cành đào để thể hiện cho những người chơi, những người sở hữu những cái tác phẩm này được trường thọ, được bền lâu và được mạnh khỏe, đúng không ạ? Thế cho nên là cái cành đào này trong phong thủy nó rất chi là giá trị. Đấy. Cái thứ hai nữa là trên cái tác phẩm tượng Di Lặc này chúng tôi chạm ngũ phúc, tức là long chú tiểu đồng. Long chú tiểu đồng thì tượng trưng cho cái gì? Long chú tiểu đồng này thì tượng trưng cho người ta gọi là con đàn cháu đồng, đông con nhiều cháu, đúng không ạ? Thế cho nên là năm cái chú tiểu đồng này nó cứ díu dít bên cụ Di Lặc. Đấy, đặc điểm là gì? Là quây quần bên nhau, và những chú tiểu đồng thì cũng được chạm khắc rất chi là chi tiết và rất chi là công phu. Đấy. Cho nên là trong cái tác phẩm tượng Di Lặc ngũ phúc là một trong những cái mẫu tượng được rất nhiều người sử dụng trưng bày ở phòng khách để tạo lên một cái phòng khách sang trọng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái ý nghĩa luôn luôn là đông con nhiều cháu và luôn luôn là được sự trường thọ, và cụ Di Lặc thì luôn luôn là hoan hỉ, cười rất là tươi, cái vẻ mặt của cụ rất chi là tương đối. Đấy. Quý vị có thể thấy được rằng là trong những cái tác phẩm, tại sao người ta gọi là chơi theo cách phong thủy, đúng không ạ? Thế nào là phong thủy? Đấy. Mà chúng ta chơi theo phong thủy thì để tạo lên cho chúng ta được cái giá trị tốt cho phong thủy, đúng không ạ? Thế cho nên là gắn liền với cụ Di Lặc thì không bao giờ thiếu được, đó chính là một cái bị tiền. Một cái bị tiền. Một cái bị tiền thì không bao giờ thiếu được. Đấy. Cái bị tiền này thì cũng có những người nói là bị vàng. Thì bị vàng với bị tiền thì nó cũng không khác gì nhau. Kim ngân thì tiền bạc thì nó cũng không có gì là khác cả. Thế cho nên là trong cái phong thủy mà người ta chơi thì nó đầy đủ các cái tố chất, các cái yếu tố trong phong thủy của một cái bức tượng gì này như thế này. Và trung tâm của Văn Sáu thì có những anh em làm thợ đã lên tới 20-30 năm rồi. Đấy, sức chi là lưu luyện rồi. Thế cho nên là tạo lên được một cái tác phẩm như thế này thì thật sự với quý vị là rất chi là chi tiết và cực kỳ sắc nét. Từng cái đường nét
nhỏ nhất cho đến cái đường nét to thì đều tạo cho chúng ta thấy được rằng là một cái bức tượng rất là đẹp. Và cái bức tượng này thì cũng chia sẻ với quý vị là có một cái kích thước chiều cao là 80, chiều rộng là 35 và chiều sâu là 33. Mà giá thành của cái tác phẩm này thì chúng tôi sale xuống còn 7 triệu. Chia sẻ với quý vị là hiện tại bây giờ còn có 7 triệu thôi, rất là rẻ. Mà chúng ta trưng bày thì một cụ gì nào cũng rất là đẹp. Đấy, đấy là trong cái phong cách mà chúng ta trang trí trưng bày ở phòng khách. Đấy, rất chi là lịch sự và sang trọng. Thế cho nên là với trung tâm đồ văn sáu thì luôn luôn thể hiện cho quý vị thấy được rằng là cái giá trị nghệ thuật trên những cái bức tượng mà đã được anh em thợ chạm khắc rất chi là công phu. Đấy, nếu quý vị xem video thấy hay, thấy ý nghĩa thì cũng rất mong quý vị hãy đăng ký trên kênh và quý vị hãy like share cho trung tâm đồ văn sáu. Tiếp theo nữa thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một cái bình, một cái bình phú quý được làm trên chất liệu gỗ lưu niên. Anh em chắc là nhiều người đã sử dụng những cái bình gỗ lưu niên rồi. Đấy, hoặc là những cái cặp lục bình gỗ lưu niên rồi thì anh em đã biết rồi, lưu hoa rất đẹp, màu sắc thì như đá như ngọc, chất liệu gỗ thì thật sự với quý vị là cứng như đá luôn. Mà cái gỗ lưu niên này thì trên mảnh đất Thái Nguyên thì gỗ lưu niên này là sống, cái cây gỗ nó sống ở trên núi đá. Thế cho nên là khi mà nó sinh tồn ở trên núi, nó đã được hàng trăm năm rồi, cho nên là cái thu hút được cái linh khí của trời đất nó rất là nhiều, cái năng lượng của nó rất là mạnh. Thế cho nên là chúng ta trưng bày một cái bình phú quý ở trong phòng khách nó rất chi là sang trọng và nó tạo cho chúng ta thấy được rằng là cái trường năng thu hút vượng khí vào nhà nó rất chi là mạnh, nó rất là tốt trong phong thủy. Đấy, cái bình phú quý này thì về cái lưu hoa của nó thì quý vị khỏi phải bàn, chúng tôi có thể check kỹ cho quý vị thấy được rằng là cái lưu hoa của nó thật tuyệt vời. Các cái đường chun lưu đấy, nó xoắn cuộn như là mây bay. Và quý vị thấy được rằng là cái bình phú quý này được tiện rất chi là chi tiết. Cái đường kính của nó là được 34 và cái chiều cao của nó được 28. Và cái giá thành của cái bình phú quý này là 5 triệu. Một cái bình phú quý thật tuyệt vời. Đấy, lưu hoa thì mít luôn. Đấy, mà chúng tôi làm thì quý vị cũng đã thấy rồi, rất chi là chi tiết. Với rất nhiều các cơ sở làm, nhưng quý vị phải lên chọn những cái cơ sở nào nó uy tín, nó có thương hiệu thì những cái sản phẩm nó mới đạt được cái chất lượng và nó có cái độ tinh hoa và những cái giá trị nghệ thuật cao hơn rất nhiều so với những cơ sở sản xuất bình thường. Đấy là chia sẻ cho quý vị như vậy để cho quý vị nắm được. Và vừa xong thì tôi đã giới thiệu cho quý vị hai cái mẫu tượng di nạn bằng gỗ hương đá. Đấy, hai mẫu tượng này thì như nhau. Đấy, và giới thiệu cho quý vị một cái bình phú quý bằng gỗ lưu niên. Đấy, quý vị xem thì quý vị hãy nhớ đăng ký kênh và chúng tôi luôn luôn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đến kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.